Vì anh em đã rất yêu thích huyền thoại hải tặc, trong video lần trước chúng ta đã đạt được 300 like. Để giữ lời hứa thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 trong series huyền thoại hải tặc này anh em nhá. Và ở trong tập 2 này mình sẽ làm cái thử thách nâng cấp tứ hoàng râu đen từ 5 sao lên 10 sao luôn anh em nhá. Để lên được 10 sao thì mình phải vượt qua cột mốc đầu tiên là nâng cấp lên 6 sao cái đã. Vì cột mốc này cực kỳ khó, khi chúng ta cần phải một copy của em tứ hoàng râu đen cộng với cả 4 em tướng thông minh nữa thì mới có thể nâng cấp được lên 6 sao nha. Mình đã tham gia sự kiện đăng nhập 7 ngày, ở ngày thứ 7 mình hoàn toàn có thể sở hữu được một cuốn trục L2 và ở trong này mình sẽ có thể lựa chọn được tứ hoàng râu đen. Và với bộ óc thiên tài của mình thì mình đã cất nó ở trong hành trang. Hôm nay khi mà ra tứ hoàng râu đen thì mình mới sử dụng nha anh em ơi. Đây rồi. Oh yes. Thế là mình đã có thêm một vị tướng tứ hoàng râu đen nữa. 4 vị tướng 5 sao ở phe thông minh á. Quá là đơn giản luôn. Cho mấy em này vào. Thức tỉnh luôn nha anh em ơi. 6 sao. Belly của mình còn rất ít nên mình phải vào hành trang để sử dụng 98 túi belly và bây giờ mình đã có 198 triệu belly rồi. Tự nhiên mình trở thành hải tặc giàu nhất Phú Thọ anh em ạ. Mình sẽ đầu tư 31 triệu belly để nâng cấp level cho em tứ hoàng râu đen anh em nhá. Lên được level 140 không em ơi? Ồ may quá, lên được rồi này. Đồng thời thì mình cũng sẽ mở được cái trang bị đặc thù nha. Tiếp theo là nâng cấp từ 6 sao lên 7 sao vẫn lại quá trời dễ luôn anh em ạ. Mấy em tướng này mình không cần dùng đến và cho nó bay màu hết nha. Yes, tiếp tục là lên 7 sao rồi. Trông ngầu đét anh em ơi. Và thẳng tiến 8 sao luôn áo anh em ơi. Một phôi 6 sao quá đơn giản luôn, nhưng bắt đầu khó khăn khi mà phôi 5 sao mình đã hết mất rồi. Không sao không sao, mình sẽ vào cửa hàng hồn hải tặc và giã hết tất cả những cái hồn hải tặc vào đây, mua được 87 thùng bia nữa và đi chiêu mộ anh em nhá. Ôi, chín át tuần này quá là ngon luôn, khi mà hệ nhanh nhẹn chúng ta có 3 Ptolemy Wano kết hợp với cả hệ thông minh có luôn cả tứ hoàng râu đen, cơ hội để mình nâng sao đây rồi. Vậy thì mình sẽ xả hết thùng bia vào trong hệ nhanh nhẹn anh em ơi, cố lên nào để xem được một em 3 Ptolemy Wano hay không nha. 3 Ptolemy, nhưng mà lại là 3 Ptolemy cùi bắp, không phải là 3 Ptolemy Wano anh em ạ. Ôi, Sengoku giật cá mình. Ui, Mr. Two và Jinbe. Trời đất ạ. Nhưng mà xong 90 thùng bia vừa rồi thì mình cũng đã nhận thêm được một số những cái phần thưởng để xem có những gì nào. Ồ, mảnh tướng L1 nè, thùng bia và đặc biệt là dép Luffy. Cái này mình sẽ dùng để mua được rất là nhiều những cái khiêu chiến anh em ạ. Dù là không ra được vị tướng gì xịn sò con bò, nhưng được cái là mình đã có thêm phôi 5 sao. Bây giờ mình hoàn toàn có thể nâng cấp được cho em tứ hoàng râu đen của mình lên được 8 sao anh em nha. Và để lên được 9 sao thì mình lại tiếp tục cần một phôi copy của vị tướng tứ hoàng râu đen. Thôi thì trong lúc chờ đợi, mình cứ nâng cấp được lên level bao nhiêu thì nâng cấp cái đã. Ui giời ơi, vừa nâng cấp lên level 160 đã kẹt rồi. Mình sẽ chơi vượt ngục. Ui, 20 copy vàng. Ui, kim cương, 20 copy vàng tiếp. Mình chỉ mong ra được thật là nhiều copy vàng thôi. Copy vàng tiếp, copy vàng đi, copy vàng đi. Và nhiều anh em hỏi mình làm thế nào để có thể chiêu mộ copy vàng nhanh như thế này, thì câu trả lời là anh em hãy tải cái ứng dụng LD Player về, sau đó cài đặt chơi trên PC là chúng ta hoàn toàn có thể ấn nhanh được như vậy nha. Khi anh em tải về và cài đặt huyền thoại hải tặc rồi, bây giờ anh em ấn chiêu mộ X10 một phát, sau đó ấn Enter liên tục, thế là xong. Quá đơn giản luôn anh em ạ. Và tiết kiệm được cực kỳ nhiều thời gian để chúng ta có thể làm những cái hoạt động khác anh em nhá. Nhận thư xem nào. Ôi giời ơi, được 10 trái ác quỷ. Trái này cực kỳ quan trọng, tí nữa mình sẽ dùng đến nó nha anh em ơi. Nhưng trước khi sử dụng đến cái trái ác quỷ đấy thì mình phải tất tay vào cái vòng quay thường này cái đã. Mình có 680 xu may mắn và bây giờ thì đành phải x1 thôi, chứ biết làm nào bây giờ. Auto click vòng quay may mắn này thì anh em hoàn toàn có thể làm được ở trên giả lập LD Player nhá. Thế cho nên nếu như anh em nào mà chưa tải LD Player thì tải luôn đi nhá. 30 phút đã trôi qua và bây giờ mình vẫn còn hơn 100 xu may mắn nữa, chắc là phải cần thêm tận 10 phút nữa thì mới có thể là hoàn thành nốt cái đống xu may mắn này anh em ạ. May là còn có auto, chứ nếu không mà ngồi ấn tay này chắc là ngón tay của mình bây giờ là đã quả củ tỏi rồi anh em ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành cái việc xả 680 xu may mắn. Và đây là thành quả mình nhận được anh em ơi. Yes! 1000 dép Luffy, 45 thùng bia, 20 trái ác quỷ. Oh yeah! Tại sao mình lại dê to như thế anh em biết không? Bởi vì trong phần cửa hàng đại hải tặc luôn thì mình có thể mua một cuốn trục L2 nữa với giá là 80 trái ác quỷ anh em nhá. Oh my god! Mở luôn cuốn trục L2 này và mình tiếp tục là sở hữu thêm được một tứ hoàng râu đen nữa anh em ơi. Đây rồi, và với tứ hoàng râu đen này thì chắc chắn mình có thể nâng cấp cho nó lên được 9 sao rồi anh em nhá. Đây, anh em có thể nhìn thấy mình đã có một copy tứ hoàng râu đen rồi, nhưng việc của mình bây giờ là đi kiếm thêm 2 phôi 5 sao bên hệ thông minh cũng như là một phôi 6 sao nữa. Chính ra phôi 6 sao hệ thông minh mình lại kiếm rất dễ, bởi vì mình có thể mua được ở trong cửa hàng hoán đổi, nhưng phôi 5 sao thì mình chỉ có thể kiếm được ở trong cái phần chiêu mộ thùng bia này mà thôi. Và tiếp tục sử dụng 50 thùng bia, hy vọng rằng là có thể ra thêm một số phôi ở bên hệ thông minh nào. Hina, trời ơi. Ôi, Moria, còn 20 thùng bia, cố lên nào. Lần này thì sao đây, 10 thùng cuối cùng anh em ạ. Killer, Nami Wano anh em ơi. Chà, cũng ngon đấy nha. Rất tiếc là chiêu mộ mình chả được cái vị tướng thông minh nào 5 sao cả. Bắt buộc là bây giờ mình phải đi ghép mảnh thôi anh em ơi. Hợp thành nào, 5 vị tướng. Trời đất, tiếp tục, 100 ảnh nữa. Ui giời ơi, và đây Korokurai. Thôi thì Akainu ghép nốt để cho em nó làm phôi anh em nhá. Và bây giờ thêm tứ hoàng râu đen của mình hoàn toàn có thể nâng cấp lên 9 sao rồi anh em ơi. Tiếp theo mình đã vào trong phần sự kiện xuất sắc để có thể kiếm thêm một số cái tài nguyên. Ở đây có rất là nhiều vật phẩm, ví dụ như là cốc bia vàng này, rồi thì xu may mắn này, rồi thì cả belly này, rồi thì có thêm những cái điểm may mắn khi mà đạt những cái vòng quay nhất định. Mình có thể sở hữu thêm một số những cái phần quà rất chi là ngon lành cái đáo anh em ơi. Mình có hai loại xuất sắc là xuất sắc trắng và xuất sắc đỏ. Thì cái xuất sắc đỏ nó ngon lành cái đáo hơn rất nhiều, nhưng mình phải thật là khéo léo để có thể là dùng xuất sắc đỏ nhưng như
như thể là chưa dùng xúc sắc đỏ anh em ơi. Và mặc dù mình rất là say sóng nhưng vẫn phải chơi cái sự kiện One Piece thám hiểm anh em ạ. Ở đây có sự kiện đi thuyền anh em nhá. Có hai hòn đảo là đảo bóng đêm và đảo rực rỡ thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn cái đảo bóng đêm rồi. Bởi vì ở đây ngoài những cái phần thưởng như là cốc bia vàng ra thì ở cột mốc cuối cùng mình sẽ sở hữu được thêm một cuốn trục L2 nữa. Và trong cuốn trục L2 đó mình có thể sở hữu thêm một tứ hoàng dâu đen. Mình chỉ có hơn 20 cái bánh lái thôi thì mình sẽ đi được cái cột mốc thứ 3 tạm thời. Nhưng ở đây thì mình sẽ kiếm thêm cốc bia vàng để tiếp tục là chiêu mộ vòng quay. Và khi chiêu mộ vòng quay xong thì chắc chắn mình sẽ có thêm những cái tài nguyên khác. Ví dụ như là su may mắn, và xả su may mắn thì mình lại có thêm bánh lái anh em nhá. Ở thời điểm này mình thấy bực mình nhất đó chính là khi chiêu mộ cốc bia vàng cứ bị đầy túi thì bắt buộc mình phải đi huyết tế. Nhưng bây giờ dưới level 70 mình chưa thể nào mà huyết tế được những vị tướng 5 sao mà chỉ huyết tế được vị tướng từ 4 sao trở xuống thôi. Thế cho nên nó rất là lâu anh em ạ. Khi mà mình đã lên được level 70 rồi, mình sẽ phải huyết tế một số những vị tướng 5 sao nữa để có thể lấy thêm cái hồn hải tặc, mua thêm thùng bia, mua thêm vật phẩm anh em nhá. Và 24 giờ đầu tiên đã trôi qua, khi mà mình làm xong một số những cái sự kiện thì bây giờ mình đã có thêm 448 cái su may mắn. Và chắc chắn rồi, mình sẽ xả hết cái số su may mắn này nha anh em. Tất nhiên là mình cũng phải dùng đến cái tính năng auto của giả lập LD Player rồi. Thế nên anh em nào mà chưa tải giả lập này ở trên PC thì nhớ tải ngay đường link dưới phần mô tả anh em nhá. Sau bao nhiêu ngày tháng treo máy AFK nhận thưởng các thứ, ôi dồi ôi, thì cuối cùng mình cũng đã lên được level 80. Và lên được level 80 thì mình đã mở ra được một cái tính năng là bỏ qua trận chiến, thì tí nữa mình sẽ đi PK một phát gọi là mệt nghỉ luôn. Nhưng trước tiên là mình phải vào ghép mạch cái đã anh em ạ, để xem là những vị tướng gì xịn sói không, bởi vì mình có khá là nhiều mảnh anh em nhá. Fujitora, ôi dồi ôi, phế vật rồi. Ichiji, ôi dồi ôi, cũng phế luôn. Ôi Sugar này, Aokiji Kuzan, wow. Nhưng mà hiện tại đội hình của mình thì lại không chơi, có một em thì không ăn thua cho lắm anh em nhá. Và thật là tình cờ trong tuần này thì chúng ta có sự kiện tướng mới Zephyr, và khi mà mình chiêu mộ thùng bia các thứ các kiểu con này đều thì cũng được 2 Zephyr rồi. Bây giờ mình hoàn toàn có thể nâng cấp được cho em Zephyr của mình lên 6 sao và cho vào trong đội hình anh em nhá. Đấy rồi, trước khi đi chiến đấu mình sẽ sắp xếp lại đội hình một tí nhìn cho nó chất chơi người rơi. Có em Zephyr đứng ở hàng đầu cùng với cả Jin Megono này, Bartolomeo, Shiraoshi và bỏ thêm em Sugar vào nữa, đánh đấm cho nó phê luôn. Vứt thêm cái chiến hạm vào cho nó sướng anh em nhá. Rồi, trận đấu đầu tiên để xem là kẻ địch là gì đây. Và sau hơn 2.000 trận đấu PK, giờ mình chỉ còn lại 1.364 vé mà thôi. Thì mình đã nhận được rất nhiều những cái thành tựu cũng như là phần thưởng. Anh em nhìn thấy kim cương của mình nhận một phát nhan nhản luôn này anh em ơi. Ui giời ơi, tiếp tục nè. Wow, kim cương của mình chuẩn bị nhảy lên con số là 10k. Và đặc biệt ở trong phần thư này của mình, anh em hãy bất ngờ đi. Trời ơi, 23k, 6 kim cương, 87 thùng bia, 220 khẩu pháo tấn công, rất nhiều nón Sengoku. Tiếp tục nhận thêm này, bởi vì vẫn còn rất nhiều phần thưởng anh em ạ. Dã man con gan chứa. Bây giờ thì kim cương của mình đã nhảy lên 34,63k kim cương rồi. Rồi, tiếp tục là mình sẽ đi tiêu diệt Boss Arcane anh em nha. Ấy, ở trong này có rất là nhiều cốc bia vàng này, kim cương, thùng bia các thứ nữa, thậm chí là những cái điểm kia để mình có thể là mua được trong phần shop Arcane, lấy thêm một số những cái gói kim cương mở ra biết đâu để được 10-20k kim cương chết dở đấy. Đấy rồi, shop Arcane mình sẽ mua mắc 11 cái túi kim cương này để mở ra xem được bao nhiêu ca kim cương anh em ơi. Let's go, test thử xem nào. Đấy rồi, 11 túi dùng luôn anh em, được bao nhiêu ca kim cương? 5.000, 6.000, 6.500. Ôi cũng được cái chứ anh em nhỉ. Đưa may mắn Zephyr có cái gì nào? Ui giải ơi, 122 thùng bia. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là chiêu mộ thôi anh em ơi. Bên Bigman cứ tưởng là tứ hoàng dâu đen cơ, chỉ còn lại 32 thùng. Trời ơi, mình đã xả hết 80 mấy thùng rồi mà không được cái gì cả. 22 thùng còn lại, cuối cùng xem được cái gì nào. Trời ơi, tứ hoàng của tôi, tứ hoàng dâu đen, chán thực sự anh em ơi, không được cái quần què gì luôn á. Nhận thư xem nào, được cái gì đây, chúng ta sẽ được hoàn trả lại cái gì nào. Ở đây còn đèn sân cu cu, wow, 40 copy vàng và thêm một em Zephyr nữa anh em nhá. Thành tựu có cái gì nào? Ồ, 700 kim cương nữa. Ui khó thế, lại tiếp tục là chiêu mộ copy vàng thôi anh em ơi. Hết 118 cốc này, không biết là được cái gì không. Wow, được một cơ số với tướng bậc S anh em nhá. Và mình cũng đã tích lũy được rất là nhiều điểm rồi. Để một hôm nào đấy mình sẽ tích lũy tầm 100.000 mảnh, mình sẽ mở luôn để xem là bao nhiêu vị tướng bậc SS anh em nhá. Nhưng hiện tại mình có 24.600 thôi, để đạt được cột mốc 100.000 đấy chắc là cũng lâu phết đấy. Tiếp tục là kim tự tháp One Piece, let's go. Tứ hoàng dâu đen, ui ôi, tứ hoàng dâu đen, đầy rồi anh em ơi. Thế là mình đã hoàn thành tâm nguyện, có thêm một vị tướng hiếm nữa là tứ hoàng dâu đen, mình sẽ đổi luôn anh em nhá. Cuối cùng thì giây phút đấy cũng đã đến anh em ơi, let's go. Thế là tứ hoàng dâu đen của mình đã lên được 10 sao và level của mình có thể lên được là 250 anh em nhá. Nếu như anh em thích series huyền thoại hải tặc này của mình thì nhớ ấn đăng ký kênh và thả like thật nhiều để đón xem tập 3 anh em nhá.